Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 118. Người nghe lời có phúc. Trong Cảnh Trần hồi Ước Lục có ghi chép. Có ghi vị pháp sư phơi đèn sáp, ngu muội không ai bằng. Về sau ông trở thành vị pháp sư giảng kinh. Có thể thấy, ngu có cái cách tu học của người ngu. Kỳ thật, không còn ai có thể ngu muội như ông. Các bạn có biết không, vị Châu Lợi Bàn Đà Gia trong kinh A Di Đà còn ngu muội hơn so với vị pháp sư phơi đèn sáp kia. Châu Lợi Bàn Đà Gia là một học trò ngu muội nhất trong thời Đức Thế Tôn. Ông không có sức ghi nhớ, một bài kệ đọc qua 3 tháng mới có thể đọc được. Việc này cũng rất là ít có. Đây chân thật là người hạ căn, ngu muội tột cùng. Châu Lợi Bàn Đà Gia quá ngu muội, thế nhưng ông có một chỗ tốt, đó chính là trung thực. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới dạy được ông. Ông ở dưới hội của Phật là người sau cùng chứng quả A-La-Hán, đến sau cùng là biện tài vô ngại. Lão pháp sư Đế Nhàn dạy vị pháp sư phơi đèn sáp kia, đại khái chính là dùng phương pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật dạy Bàn Đà Gia. Quả nhiên có hiệu lực, thành công rồi. Hai người này tuy là ngu, thế nhưng họ thành thật. Người thành thật thì có phúc. Thiện căn phước đức, bạn thiếu một cái không hề gì. Nếu thiện căn phước đức đều không có, vậy thì không còn cách gì. Phật Bồ Tát cũng không cách gì giúp được bạn. Vị pháp sư phơi đèn sáp và Châu Lợi Bàn Đà Gia, hai người này đều có thiện căn, chính là nói họ không có trí tuệ, thế nhưng họ lại có phúc. Phước là cái gì? Nghe lời, có lòng nhẫn nại, có định. Bạn dạy họ thế nào thì họ liền làm như thế đó, tuyệt đối không thay đổi. Con người này là có phước. Các vị phải nên biết, phước báo chính là lòng nhẫn nại, là hằng tâm, là định. Thiền định là phước, bát nhã là huệ. Không có trí tuệ, có thiền định, tâm của họ định lại, vậy được. Tâm không thể định lại, họ có huệ. Họ một nghe ngàn ngộ, vậy cũng được. Hai loại người này đều nhất định có thành tựu. Chỉ sợ là phước huệ hai thứ đều không có, vậy thì rất khó rồi. Không chỉ là pháp sư Đế Nhàn không thể dạy ra, mà Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thể dạy ra được. Cho nên, chúng ta ngay trong cuộc sống hàng ngày phải tu phước, phải tu huệ. Việc này chúng ta chính mình phải cảnh giác. A Di Đà Phật. Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.